Hồi sáng giờ mình quay quảng cáo giới thiệu mấy cái loa, giờ khách ở Tiền Giang qua mua rồi, không có cần xem sản phẩm trực tiếp mà gọi cho mình kêu giao luôn, thì mình sẽ giao cho đúng hình ảnh, đúng chất lượng và đúng quy cách. Đây là loa sáng giờ mình livestream lên đó, thì khách coi thấy, khách đặt mình đó, các bạn thấy không? Giờ mua hàng không có cần lại cửa hàng xem, mà coi trên YouTube, kênh YouTube của mình á, thì thấy vừa ý thôi gọi là trực tiếp là giao luôn à, để mình ship lại, mình bỏ xe mình đi giao. Rồi giờ mình tiến hành mình ship lại, đặng mình chở qua Tiền Giang mình giao nha các bạn. Cửa hàng mình ở Long An nhưng mà giao lo là lo giao lo Tiền Giang. Rồi đó, gài lại luôn. Rồi mình chuẩn bị mình bỏ lên xe là chạy đó nha. Rồi ok. Đây là bên địa phận Tiền Giang đó các bạn. Địa phận Tiền Giang để mình đang giao cái lo kéo nè. Chạy nãy giờ cũng xa lắm. Thì mình quay cái cục địa phận Tiền Giang cho các bạn xem. Này thuộc xã Tân Hòa Đông, huyện Tân Phước anh. Giao lo bên Tiền Giang nãy giờ chạy quá trời xa luôn các bạn ơi, vô ngay là đường đường rừng luôn rồi, quá trời xa luôn rồi. Bán gì đam mê thôi. Rồi đi hồi nãy giờ nửa tiếng mới được tới nhà khách hàng nè. Này má này chắc phải là mần vịt ăn luôn quá chứ, chạy nãy giờ đâu bụng, khi phụ nó đi. Rồi đó, cái lo khủng long 4 tấc được để giao đến nhà khách hàng rồi đó nha các bạn. Chạy nãy giờ chạy kiếm quá trời mệt luôn. Đường này không biết chút sao ra đây. Lên nóc nhà là bắt con gà, lên nóc nhà là bắt con gà luôn. Rồi khui ra anh em ơi. Khui lo ra, mày đứng mày coi phụ đi, tao quay phim chút mày lên YouTube mày coi. Thử luôn nghe đâu được, mở nhạc lên thử luôn. À nè nè, nhà vui không? Đó, mua cái lo mà mua bầy vịt về ăn luôn, ăn mừng. Bật lên, bật lo lên, quay ra đây. Đó, giỏi lên. Hành ok luôn quá. Quá ok, đánh rầm rầm đánh cho mấy vịt mình luôn coi. Rồi mở lên, lấy điện thoại đâu, điện thoại của mày đâu, lấy đưa ra. Lấy điện thoại chủ nhà đây. Anh thoại đây một lát đi, cái điện thoại kia. Để mình đi hai phan cái nữa. Ờ. Đó, quá đẹp phải không? Để cho nó nghe nhạc đi con. Viên này để đầy đủ phải không? Ờ. Này đổ điện lên ra lúc xanh không? Điện đường được luôn. Được là đầy đủ rồi, lên lúc xanh không? Lên lúc xanh chứ. Đó, quay phim luôn nè. Đó, chủ nhà chịu chơi không? Mua cái lo cộng sức khủng luôn để chuẩn bị đón Tết nguyên đáng. Mua thêm một bầy vịt nữa chuẩn bị về ăn Tết. Đó, còn đó. Nữa, còn bầy nữa. Còn bầy nữa hả? Ờ, còn bầy nữa. Mở cái nhạc thử máy rồi coi. Quất ơi, qua quất cái lắm mà, quất hành hành đúng không hả? Thử coi. Sớm mình ấy nữa coi. Đúng rồi. Thôi mạnh lên, bắt ga luôn. Ô quá dữ. Gì vậy mạng yếu. Đúng rồi. Đi đâu?
biết rồi. Có hỗ trợ bà con là thu cũ đổi mới đó nha. Nay đồ cũ không xài nữa, đổ qua lo kéo hiện đại nhất. Mày cháu luôn nha. Ok. Rồi, ôm ra xe, bỏ xe luôn. Rồi. Mấy cái lo. Đổi hết luôn phải không? Giác ra đây đó. Điện máy Thanh Cao có thu cũ đổi mới tất cả các sản phẩm lo là mà không xài được hoặc là xài được gì á, nó không còn hợp lý với không còn với cái hiện đại bây giờ, thì bên Thanh Cao có thu cũ đổi mới. Các bạn thấy cái kênh của mình hay á thì bấm đăng ký chia sẻ giùm nha. Đó, mình có thu cũ đổi mới tất cả các sản phẩm. Đó, bà con có nhu cầu đổi lo kéo để xài Tết hay gì á, liên hệ Thanh Cao qua số điện thoại 0948858685. Gặp ngay anh Cao đẹp trai nha. Anh Cao đẹp trai thu mấy lo cũ này về cho đổi cho lo mới xài. Quý trời ơi, dữ vậy. Rồi các bạn nào thấy cái kênh của mình hay á, nhớ bấm đăng ký và chia sẻ kênh giùm ngang. Đặng mình có những video kế tiếp đặng cho các bạn được theo dõi ha. Rồi, điện máy Thanh Cao xin kính chào các bạn.